Dạ cho ông anh. Đây trái đến thứ ba là cái này nè. Dạ cái vô này nó nặng thiệt, mình cầm phải gồng nó nè anh em. Đó cho mình cầm thôi. Hai mình cầm không gì được mình đó. Diều Bạch Tuộc ngàn năm nha, nhờ có người ta mới làm bá chủ mấy năm nay rồi. Con diều Bạch Tuộc của anh Minh đúng là ngoan. Anh Minh có con diều Bạch Tuộc hay nhất rồi, và anh còn con diều nào mà hay hơn con rồng không anh? Anh còn một tuyệt chiêu nữa mà anh không muốn lấy ra đâu. Thôi nói thua đi, ở đó một khoét mát. Đúng rồi anh Mạnh, chịu thua đi. Anh Minh là bá chủ nhiều này rồi. Tức quá, để mấy thằng nhỏ chơi mình hoài. Được lắm, để mình lấy tuyệt chiêu cuối. Tên tèn gì đấy, khui chút xíu mà còn nói tuyệt chiêu cuối nữa chứ. Có mấy người ca hổ mới nhận ra đây là bỏ thôi, mấy bạn là vô danh tuyệt tốt bởi vậy không nhận ra phải rồi. Vậy cái túi đang thui nhỏ xíu đó, anh có tuyệt chiêu gì mà anh khoe khoang dữ vậy? Được rồi, hôm nay anh sẽ cho tụi em sáng mắt ra nha. Đây đó chính là bảo bối của anh này. Cái thật có anh Mạnh hay như vậy? Hay thì có hay đó, nhưng mà nhỏ hơn bạch tuộc của mình rồi. Tức quá, mấy bạn vẫn chưa tin mình được rồi. Ok đi em mình, để mình chấm mắt lên coi bạn sao. Cái này lấy chỗ nè, để mình coi mấy bạn chấm mắt nghe không. Hổng giờ mình không lấy thôi. Wow. Đấy là mấy bạn và kén mắt liền. Wow. Cái này hả? Wow. Nhiều bự vậy. Để ở cái đâu quá hả? Đây là về của mình nè. Wow. Đây là ông gì có heo mà. Có heo hả? Cho bạn nhìn kỹ nè, cái voi á. Trời ơi, cái voi bệnh bự nó ăn. Không biết bài cao bằng gì bạch tuộc mình không. Thôi em qua con nhiều cái voi của anh Mạnh. Em không bao nhiêu bạch tuộc đâu. Em qua con nhiều cái voi của anh Mạnh luôn. Sao hai em đành bỏ anh? Không sao, vẫn còn em ở đây mà. Được, mình sẽ chống mắt lên coi hai em anh bệnh được bao lâu. Hai em chọn anh không làm đâu. Trời ơi, con nhiều gì mà bự dữ vậy Mạnh? Vậy con đó cô, con cá gì mà có vú bự nhất? Không lẽ là cái voi? Xem ra cô mình đây. Con diều này nhìn có vẻ ngầu và sừng sò quá con. Cái nhà, cái miệng đó nè, hai con mắt. Trời ơi, hai con mắt của nó nè. Mình kiếm gì vậy Mình? Hồi nãy nó nói có cái chú đâu rồi. Làm đi. Ui, lạnh tới chỗ có chú rồi. Trời ơi, con tào lao quá, cái đuôi của nó con ơi. Ủa? Trời ơi. Cái do hiện mới có vú không có ơi. Còn con này là con gì mà anh? Đúng là như vậy. Thôi tụi con thấy cha Mạnh với mình có hai diều xịn sò quá, nay cô dẫn tụi con lại cánh đồng á, mình thả diều coi ai diều ai ba cao nhất nha. Yeah. Trời ơi, cánh đồng này mới đủ thả cái diều cái vô mình nè. Bà Mạnh nói đúng rồi đó, cánh đồng này mát thiệt. Thôi mình gọi xuống uống trà sữa đi. Rồi uống trà sữa rồi tụi con lấy xích thả diều để mà thi đấu nha. Dạ. Hồi nãy trên đường đi qua đây thì team mình có ghép một trà sữa uống nha các bạn. Bây giờ team mình mời các bạn cùng uống trà sữa nha. Mời các bạn nha. Ủa, hình như ai giống Trần nhìn quá băng. Đúng rồi, Trang Vinh. Mình phải gửi mấy người đó thả diều mới được. Ôi, ai nhìn giống chị ta? Chị Minh. Ôi, nhìn giống tại dưới đây. Tại sao? Cô mua dư được ly là cho con á. Diều con đi thả diều có mình hả? Con lát con thả chung với mấy anh luôn nè. Anh mới mua về cái vô nè, lát nữa anh cho em coi sự lợi hại của nó như thế nào. Giang phụ mở gì với anh nè. Mẹ mặt chứ, mở cho ông chồng. Mở cho mày. Ủa, mở dạ, cái con diều này thấy cái một. Hút ra. Hút màn ra. Xâm. Nhiều nào đó giờ con mới thấy nó Mạnh. Từ từ, kẹt chân, kẹt chân. Cũng khiếp thiệt chứ. Nhiều này con mới thấy con á nè. Trời ơi, cái gì con cá giò này dài quá, dài hơn em luôn á. Chờ anh chỉ em buộc về nè. Dạ. Về lần này anh mua không có khung sườn nên chắc nó dễ ba lắm đây. Dạ cho ông Minh. Chơi đi xe ba là hả nè. 1, 2, 3.
chứ không nhẽo lẽ mày sợ cái voi đó. Lên chỗ tao đi, lên chỗ tao đi. Yeah, nó cũng lên rồi, mày nghe lời tao lắm chưa ơi. Con dê của mình lên cao bây giờ nó gói xuống rồi anh em ơi. Vinh ơi hả? Bạn nghe tuyệt chiêu của mình chưa? Bà bố của mình đó. Mẹ ơi, con nghèo của anh Mạnh á. Ba tao thiệt. Nãy giờ không lấy ra cài nên nó lâu quá nên nó ấy dữ lắm. Mẹ ơi, mẹ cầm con chìm giùm con hay con lại con. Cầm con chìm cá cho bên Mạnh treo cầm hết lên anh Mạnh. Mẹ ơi, con chìm cá cho của anh nặng quá à. Anh Minh cho em cầm thử con bạch tuộc ngàn năm của anh đi anh Minh. Nè. Cầm thử cách nha. Wow. Con diều cá voi của bạn Mạnh kỳ này mua ok luôn á, ba cao bằng con diều bạch tuộc con Minh luôn. Đó lên rồi Mạnh ơi, chạy tới. Nó chạy tới rồi Mạnh ơi. Để mà nó đáp xuống là con chạy tới vậy đó. Con diều cá voi này nó nặng thiệt, mình cầm phải gồng nữa nè anh em. Đó đâu cho mình cầm thôi. Này mình cầm con diều của mình đi. Ôi trời, diều này mạnh lắm. Ê ơi, Mạnh mà kéo bằng Minh đi luôn. Chị cầm con dìa giùm em để em con dìa cá voi. Dìa em nó cay bao nhất á, chị làm sao á, nó đáp xuống luôn á nè. Để em cầm thử đi. Trời ơi, Tài cũng thấy sách rồi. Cầm đi. Sắp dữ lắm. Dì quá là nó đứng lên đưa anh. Đó, nhanh lên bên Mạnh ơi, chạy tới. Tới Mạnh, chạy tới. Cảm ơn ơi, lên đi. Vịnh đàng hoàng nha. Nó nặng 20kg á. Chị nặng dữ vậy. Con bà tụ của mình nặng có mấy ký đâu nha. Wow. Đã không? Con diều cá voi của bạn á, tuy nó bay xa nhưng mà nó không bay cao bằng con diều của mình. Con diều của mình cũng lộ quá, bay cao không được. Cô thấy con diều cá voi của con bay cao bằng con diều bạch tụ của bạn Minh luôn mà. Cái này gió nó càng mạnh nó mới cao, bay cao đúng không? Con chơi thả hết dây luôn, bay cao quá Vinh ơi. Con diều ơi. Ê, mày đây là con xanh rồi. Nãy giờ cô thấy con diều bạch tuộc của bạn Minh là bay cao tụi con. Mà bay cao hơn nữa đó là diều của bạn Vinh. Bay mút ngàn luôn. Của bạn Tài nữa. Bạn Tài cũng cao nữa kìa. Thôi bây giờ tối rồi tụi con ơi, mình thu diều về tụi con. Dạ. Vài bữa nữa mình sẽ đem diều ra đại chiến nữa nha. Dạ. Ủa anh Minh, anh làm gì anh khóc vậy anh Minh? Anh thắng mấy năm trời anh ngã với Minh. Trời đất ơi, vậy mà anh cũng khóc. Công nhận bạch tuộc của bạn là bá chủ đây. Ừ.
rồi cô cũng công nhận con về bạch tuộc má chủ luôn đó. Thôi giờ tối rồi mình về đi tụi con. Dạ. Video của team mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và đừng quên chia sẻ Lưu Vui Bút với mình có lùng lực làm clip cho các bạn xem.